Công an huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một đối tượng lừa chạy án chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Đó là Vũ Ba Nam, 33 tuổi, trú tại xã Nam Rong, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 10 năm 2023, Nam có quen biết với hai thanh niên và biết được hai người này đang bị công an huyện Krông Bắk điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Do cần tiền để trả nợ nên Nam nói bản thân mình có quen biết với cán bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án và có thể xin giảm nhẹ án cho hai người trên. Để lo lót chạy án thì hai người phải đưa tiền cho Nam. Do tin tưởng và muốn giảm nhẹ tội cho mình nên cả hai đã đưa cho Nam tổng số tiền 65 triệu đồng. Số tiền này Nam đã dùng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân hết. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2024, hai thanh niên trên bị công an huyện Krông Bắk ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Biết mình đã bị lừa nên cả hai đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.